ベさん、はいです。今日は、ベトナム語で発表します。Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, tập trung vào các ứng dụng liên quan đến ngôn ngữ của con người, giúp máy tính có thể hiểu được ngôn ngữ. Qua đó, hướng dẫn máy tính thực hiện trợ giúp cho con người một số công việc liên quan đến ngôn ngữ, như là xử lý dữ liệu văn bản, nhận dạng tiếng nói, tìm kiếm thông tin. Thì gồm có 5 bước cơ bản xử lý như sau là phân tích hình thái, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, tích hợp văn bản và phân tích thực nghĩa. Hôm nay tôi xin đi vào một bước trong phân tích hình thái, đó là tách từ. Thì tại sao cần phải tách từ? Thì tách từ là một quá trình xử lý nhằm phân biệt ranh giới giữa các từ trong một câu. Trong câu, đó có thể hiểu đơn giản là tách từ là một quá trình xác định được từ đơn, từ ghép trong câu. Đối với việc xử lý ngôn ngữ thì việc xác định được từ loại trong câu, cấu trúc ngữ pháp, đó là yêu cầu nhất định, là phải xác định được từ đó trong câu. Vì thế nên tách từ là một bước quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt là đối với ngôn ngữ loại hình đơn lập như là tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Việt. Thì ranh giới giữa các từ không chỉ đơn thuần là một khoảng trắng giống như tiếng Anh, mà là có sự liên kết chặt chẽ giữa các tiếng trong câu. Một từ có thể được tạo từ một tiếng hoặc nhiều tiếng. Ở đây trên như đây ví dụ ta có đất và nước là hai âm có ý nghĩa riêng biệt khi đứng độc lập, nhưng lại mang ý nghĩa khác khi ghép lại với nhau, đó là đất nước. Hiện nay thì có ba phương pháp tiếp cận chính, đó là phương pháp dựa vào từ điển cố định, phương pháp dựa vào thống kê và phương pháp dựa vào cả hai phương pháp trên. Trong gồm các dựa vào ba hướng tiếp cận này, ta có các phương pháp được sử dụng như hiện nay, như phương pháp so sánh cực đại, maximum matching, phương pháp đồ thị hóa, phương pháp so sánh độ dài cực đại, longitude matching, phương pháp theo mô hình Markov ẩn, Hidden Markov model, hay là độ hỗn loạn cực đại, maximum entropy, hoặc là mô hình trường ngẫu nhiên có điều kiện, conditional random fields. Tôi xin được tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp về tách từ trong ba phương pháp tách từ trong tiếng Việt như sau, đó là phương pháp so sánh cực đại, phương pháp mô hình n-gram và phương pháp Hidden Model, Markov Model. Trước tiên là phương pháp so sánh cực đại, còn gọi là LRMM, Naive Maximum Matching. Phương pháp này là duyệt một câu từ trái sang phải, chọn từ có nhiều âm tiết nhất trong từ điển và sau đó lặp đi lặp lại cho đến hết câu. Có dạng đơn giản của phương pháp này là dùng để giải quyết tính nhập nhằng của từ đơn trong câu. Giả sử như chúng ta có một chuỗi ký tự là C1, C2, C3 chạy cho tới N, thì đầu tiên kiểm tra xem C1 có phải là từ hay không, sau đó kiểm tra C1, C2 có phải là từ hay không, và cứ thế tiếp tục cho đến khi tìm được từ dài nhất. Ở dạng phức tạp của phương pháp này là phân đoạn từ. Ví dụ như ta có chuỗi ở trên là C1 đến CN. Giả sử C1 cũng là từ, C1, C2 cũng là từ, khi đó ta kiểm tra các ký tự trong chuỗi C1, C2 đến CN để tìm tất cả các đoạn ba từ bắt đầu với C1 hoặc C1, C2. Giả sử ta có C1 là từ, C2 là từ, C3 là từ, C4 là từ, và C1, C2 là từ, C3, C4 là từ và C5 là từ. Và chuỗi thứ ba là C1, C2, C3, C4 là từ, C5, C6 là từ. Vậy chuỗi dài nhất được là chuỗi thứ ba, do đó từ đầu tiên C1, C2 sẽ được chọn. Về phương pháp so sánh cực đại này thì ưu điểm của nó là đơn giản, nhanh và chỉ cần dựa vào từ điển để thực hiện. Nhưng do quá phụ thuộc vào từ điển nên độ chính xác của phương pháp này cũng phụ thuộc vào tính đầy đủ và chính xác của từ điển. Tôi sẽ được qua đến mô hình n-gram. Trong mô hình n-gram thì mỗi từ được xem như phụ thuộc vào xác suất của n trừ một từ trước nó. Đây là một phương pháp mà có thể hiện được mối quan hệ của từ đó với ngữ cảnh của câu khá chính xác.
Xác suất của một từ dựa vào n trừ một từ trước nó được tính bằng công thức như ở trên. Và xác suất này được dựa vào thống kê trên một corpus đủ lớn. Và tùy vào giả thuyết phụ thuộc của từ này mà ta có mô hình là nigram hay trigram tương ứng. Phương pháp này là phương pháp thống kê để giải bài toán tách từ khi không có thông tin từ điển và dữ liệu gắn nhãn. Và mô hình phân đoạn từ được biểu hiện bởi hình dưới. Đây là corpus và khi đây là dữ liệu được đưa vào và sau khi đã được tách từ. Khi áp dụng phương pháp này thì chúng ta đòi hỏi phải có một độ đo tốt để phù hợp với một bài toán mà có rất nhiều các độ đo được sử dụng, như là thông tin về tần suất xuất hiện của từ, hoặc có thể sử dụng thông tin như mutual information hoặc t-score, tùy thuộc vào bài toán và yêu cầu mà chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào để đánh giá. Tôi xin được qua đến phương pháp Hidden Markov Model. Đây là phương pháp Markov ẩn, là một mô hình thống kê. Đây là mô hình hóa, là một quá trình Markov đối với các tham số không biết trước, và nhiệm vụ là phải xác định được các tham số ẩn từ các tham số quan sát được. Và các tham số của mô hình sau khi rút ra sẽ được sử dụng cho các phân tích kế tiếp. Trong mô hình Markov điển hình ở trạng thái được quan sát trực tiếp bởi người quan sát, vì vậy các xác suất chuyển tiếp trạng thái là các tham số duy nhất. Với x1, x2, x3 là các trạng thái trong mô hình, và a12, a21 là các xác suất chuyển tiếp trạng thái từ 1 sang 2 hoặc từ trạng thái 2 sang 1, và a23 là xác suất chuyển tiếp trạng thái từ 2 sang 3. bi e1, b2, b3 là các xác suất đầu ra, và y1, y2, y3 là các trạng thái, các dữ liệu quan sát được trực tiếp bởi người quan sát. Đây là mô hình vô hướng của mô hình Markov. Các đầu ra ở thêm được các đầu ra mỗi trạng thái đều có xác suất phân bố trên mỗi biểu hiện đầu ra. Vì thế ta có thể tìm được chuỗi mô tả tốt nhất cho chuỗi dữ liệu bằng cách tính xác suất như công thức trên. Hạn chế của mô hình Markov đó là để tính được xác suất thì ta phải liệt kê được tất cả các trường hợp của xi. Thực tế chuỗi xi là hữu hạn và có thể liệt kê được, nhưng chuỗi x là dữ liệu quan sát được là rất phong phú. Trên đây tôi có tham khảo các tài liệu ghi ở trên.